Hello guys, welcome to my channel. Let's play me. Okay, let's go. Đầu tiên mình sẽ chơi trò Dino nè. Dino xuyên không thời gian. Dino Pass phiên bản Season 2. Có gì lắm nè. Mua mấy con Nappy nè, đập nó. Có gì phun lửa nè, để dành nó. Quăng đá xuống đầu tụi nó nè. Ý, có cái búa kìa, lại ăn cái búa mới được. Bùm. Mình là cái con khủng long này nè, cái con khủng long màu đỏ. Mình hy sinh là phải đứng ở phía trước để cho. Trời ơi, nó bắn một cái chết hết một đám một mình rồi. Nó nết thiệt chứ, cái con này. Phải rải đá đồng á. Trời ơi, nó đập thấm quá à. Chết chưa, muốn chạy thôi, hết máu rồi. Bắn đá. Âm. Quăng lửa xuống nè, đốt nó đi. Ui, chết mình luôn rồi. Nhanh lên, phải đi ra trận. Không thôi nó sẽ đánh bể quả trứng của mình mất. Đập mấy cái con này nè, mấy con này nó bắn thấm quá. Máu của nó thì ít nhưng mà nó bắn thì rất là mạnh. Đóng băng nó lại luôn. Rồi sao, bye bye em. Rồi tiến công, tấn công. Rải đá xuống. Mua thêm cái gì nhờ? Ôi mua được con Speedy chưa? Rồi mua được Speedy rồi mà chưa có tiền mua này. Chết rồi. Cái con này, cái con khủng long tê giác. Mình chết rồi. Đóng băng nó lại nè. Speedy nè. Con này là rat, con này là Chisorator. Nó đứng bên kia nó bắn thấm quá, chết rồi. Rồi nó bắn hai con kia bị chết luôn. Hai con Raptor của mình bị chết. Rồi một con bị chết rồi đó. Rồi chết hết luôn rồi. Mày vội đập nó. Bum nè. Quăng đá đầu nó đi. Ôi chết rồi, nó chết luôn rồi nha. Rồi phá được rồi, phá được trụ rồi. Cho nó ăn củ búa nè. Củ lôi nè. Bụp. Ấy, lửa rớt xuống. Phút. Đứng chịu trận nè. Bật giáp lên đứng chịu trận luôn. Cho đồng đội nó bắn mình. Cho đồng đội đánh. Chết. Phát cái màu đỏ rồi. Hạ lửa xuống nè. Ôi chết, mình chết rồi. Má ơi, đánh ghê thiệt chứ. Ôi, ôi trời ơi, nó bắn tên lửa kìa. Mấy cái con mất nước. Trời nó bắn cái tiền chết luôn. Mình vừa mới mua ra giá 50 mấy đồng nữa. Bắn á. Ừ đúng rồi, bắn đi. Họ bắn mất một khúc máu luôn. Quăng lửa xuống nè. Bụp. Mình phải đi thủ tiêu với hai cái ba con này với ba con này mạnh. Ôi, giờ chết nữa. Chạy thôi lên. Ôi rồi, đập cái kia chết nữa rồi. Rồi, đập thấm ghê rồi luôn. Ó nó gọn cái mất cút máu rồi, còn hai sao luôn. Nữa mấy con quỷ này nè. Chết nha. Rồi, còn một sao luôn mà hai sao. Đập xong đám này là tháng rồi đó. Chết nè. Trời ơi còn đông quá. Mà xong cái đám này cũng chưa có thắng nổi.
cố lên. Ui da, nó đập khó đập một cái mà mất cái máu lên thì chết. Thôi chứ chết đi. Biết chi rồi, biết chi rồi nè. Đó, tiến lên. Trời ơi, nó đông quá. Mình chưa để dành tiền mua được con T-Rex nữa. Để dành tiền mua con T-Rex ra. Trời ơi, chưa kịp mua T-Rex ra thắng rồi còn đâu. T-Rex, gọi T-Rex ra nè. Rồi, bắt con. Bùm. Chưa thấy con T-Rex tới. Đó, nó xuất hiện kìa. Rồi hắn luôn. Mùa thi rất gặm trái cũng mất nhiều máu ghê. Rồi win. Qua trời thứ hai nha. Đi, tôi có mở nó lên vậy nhỉ. Long đi, đi xách nước luôn. Ôi, dưới trồng cây à. Thu hoạch cà rốt luôn, một lon cây à. Rồi, đi vào hết. Chúng đem khúc gỗ, lượm gỗ nè. Rồi, sẽ được cái gì đây, trồng bắp luôn. Gỗ đâu, gỗ đâu. Thôi, đi xách nước tiếp nè. Xách nước. Đợi ở đây. Được, hai củ cà rốt. Quăng ra đây. Đó, cái con để lại lấy cà rốt. Không phải nó đội gỗ cho mình. Ơ, chưa đủ nữa. Thôi, một nhúm gọi rồi, đủ luôn nè. Ui, được cái nhà gì đây? Không biết nhà gì luôn. Đi xách nước rồi. Mỗi lần xách được có 2 xô. Xách nhiều lên mới được. Được 2 ha. Ơ, cũng được. Qua đây cho nó ăn. À, ui con trụng lông bằng kia nó ngọt nó cay luôn kìa. Bắt kìa. Bắt thì lấy ở đâu ta? À mình hiểu rồi, bắt chắc lấy bên này quá. Đó bắt nè. Được 20 bắt. Ui con khủng long. Khủng long cao cổ thì nhìn đẹp quá à. Mỗi lần nó chỉ cho lấy có 2 xô nước nè. Để một chút xíu mình sẽ nâng cấp lên. Đây mình lượm cây nè, quá cây cây luôn. Đó mình nâng cấp lên rồi đó. Để xíu nha, chị ơi nâng cấp nè. Upgrade tốc độ Lappy cái này tới 50 lượng. Bắp, cà rốt, cà bắp. Lượm bắp này để bắp qua đây. Tí lượm tiếp kìa. Ôi đủ rồi, đủ rồi. Mình cắt được rồi các bạn ơi. Đó. Ôi, bây giờ được mấy xô nước? Không biết là mấy xô nữa. 3 xô à? Ui dồi ôi, nâng cấp quá trời, có 3 xô à. Không biết mấy con khủng long nó chở ở đâu hen. Để mình coi mấy con khủng long nó chở thức ăn đi đâu nha. Bò nó chở ở đây mua máu này nè, thấy không? 19 cây. Lụm kia. Cái con khủng long đi chậm quá nè.
quá trời. Xây lên cái nhà này lên. Nhà đó nhà gì đây? Ui, nhà trứng à. Nó là cũng đang bán trứng à. Nó bán trứng của nó luôn à. Thôi qua giờ tiếp theo nha. Mình sẽ sinh tồn trong 1 phút 23 giây. Wow, lớn kìa. Mình sẽ ăn hết mấy cái con này luôn. Ui, mình đang hạng nhất. Áo nhà luôn nè. Ui, người quá trời kìa. Ui, con khủng long. Ui, chết. Con khủng long kia level 3. Mình không ăn được nó, tại vì nó bự hơn mình. Ui, mình thấy nó bự bằng nhau nên không ăn được. Đây lại đây, wow, level 4 rồi, mình ăn được nó đó. Rồi hết giờ. Ý, vẫn còn giờ. Cũng còn giờ chứ chưa hết. Nấu quá luôn á nè. Rồi xong phim em nhé. Wow, level 5 rồi, đang được level 4 luôn. Rồi bay luôn cái nhà rồi. Rồi level 6 luôn nè. Ui, từ già. Level 7 luôn rồi các bạn ơi. Nhất luôn con số 5, level 5 nè. Đó, giờ mình đã rất tàn bạo nha. Trời ơi, đằng kia quá trời khủng long luôn kìa. Vô bụng mình hết. Ôi, người quá trời luôn. Rồi, level 10 luôn, chọc không? Đúng luôn. Ôi giời. Rồi, chờ tiếp theo nha. Dino Ray. Cái trò đi lượm mấy cái này để tiến hóa hả? Ủa, mình sắp hành con gì vậy? Con khổng lồ xanh chứ. Ôi trời ơi, mình định xô nó không được. May hả? Mình cướp công nè, đó không khôn không? Tiến hóa người khổng lồ xanh đến lên. Rồi, một chân, một cánh, một tay, một lư này. Thôi, bự hơn hồi nãy đó. Ý hẳn thôi. Ý hẳn là thắng luôn. Bụp. Rồi, biến thành quả trứng lại rồi. Rồi, thắng. Thôi, chờ tiếp theo nha. Dino mơ à. Dinosaur mơ. Gợp khủng long. Mình lười gợp quá à. Giờ cái này tốn thời gian. Hai con chim này lại với nhau. Đây, tấn công. Công nè, 4.900 nè, sức mạnh có 2.300 đó. Hai bên đứng nhau nha, bên mình mạnh hơn, bên mình sẽ thắng. Mình có nhiều xe bóng đá dữ. Trời ơi, gì kỳ vậy, mình bị thiệt hại nãy chưa trời. Mình bị thiệt hại hơi bị nặng đó nha.
còn có 12 ngàn à. Cho tụi nó đánh nhau đi, mình như ăn như ông đắc lợi. Tụi nó không chịu đánh nhau, tụi nó khôn quá vậy trời. Đó, nó dí cho mình vậy, con mất nớt. Mình phải chạy thôi chứ biết làm sao đây. Tụi nó phải đánh nhau, mình như ông đắc lợi mấy tháng. Trời ơi, cái con kia nó mạnh quá kìa. Mẹ ơi, nó không chịu đánh nhau, nó đòi đánh mình không mới ghê. Đó, 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 con mất nết. Sao tụi bay không đánh nhau đi? Đó, tụi đánh nhau rồi các bạn ơi. Mình như ông đắc lợi thôi. Ôi, tụi nó không đánh nhau kìa, tụi nó đứng nhìn nhau mới ghê chứ. Mẹ ghét ơi, mình phải chấp hết tụi nó à. Làm sao mình đánh lại hết được tụi nó. Thấy không, nó không đánh nhau mới ghê chứ, nó đánh mình nè. Để sao đánh lại, mình còn có 5.300, mình không đánh lại con nào á. Họ vô đánh với tụi mày luôn, biết chắc chắn là sẽ thua rồi. Rồi xong phim bị tụi nó làm thịt. Qua trò tiếp theo. Trò này là bắn khủng long nè. Đó, mình sẽ trụ ra là bắn khủng long. Trời, khủng long nó cũng biết phá hủy mấy cái trụ, nó khôn nhiều trời. Bỏ bom. Trời đông dữ. Bắn á. Rồi, thắng.